Hoàng hậu Camilla được cho đã ngăn vua xác để tam gặp Harry trong chuyến trở về Anh gần đây của Harry. Hoàng hậu Camilla được cho đã ngăn vua xác để tam đoàn tụ với con trai út của ông. Theo tờ Daily Beast, vua Charles III được cho là muốn gặp Harry khi anh trở lại quê hương để dự lễ trao giải Well Child vào hôm 30 tháng 9. Tuy nhiên, cố vấn của ông và bà Camilla đều cho rằng đó không phải là ý kiến hay. Một nguồn tin thân cận với Hoàng hậu cho biết họ không muốn quốc vương phải chịu căng thẳng không cần thiết trước khi ông lên đường công du Australia vào cuối tháng 10. Bà ấy chính là người khuyên Charles nên sống chậm lại và bình tĩnh. Điều bà ấy không mong nhất là ông ấy bị stress vì cuộc gặp với Harry, người bạn của Camilla giải thích với Daily Beast. Trong khi đó, một nguồn tin gần gũi với vua Jack để tam chia sẻ rằng, cô vương 75 tuổi đã nghe lời vợ dù muốn mối quan hệ xa cách với con trai út được giải quyết vì lý do cá nhân và để giảm bớt áp lực cho chế độ quân chủ. Nguồn tin cho biết nhà vua có xu hướng hòa giải theo đạo Thiên Chúa và việc ông bị trần đoán mắc ung thư làm cho bản năng đó càng trỗi dậy. Ông ấy muốn giải quyết vấn đề này không chỉ vì ông ấy yêu thương cả hai con trai mà nó gây bất ổn cho chế độ quân chủ. Cuối tuần trước Harry đã về London dự lễ trao giải Well Child Awards 2024, một tổ chức từ thiện dành cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo mà anh đã gắn bó gần 20 năm. Trước buổi lễ xúc động, một nguồn tin đã xác nhận với tờ People rằng công tước xứ Sussex không có kế hoạch gặp cha hoặc anh trai William. Harry chỉ ở lại Anh trong một ngày, sau đó bay thẳng đến châu Phi để thăm Lesotho và Nam Phi. Những chuyến đi gần đây của công tước sư sắc xét đều vắng bóng vợ Meghan Markle. Nữ công tước sư sắc xét được cho là ở nhà trong hai con để Harry thoải mái làm những công việc mà anh yêu thích.